lầm lạc dưỡng sinh, đi phục tổ quân minh rõ ràng. Con xin lãnh lễ Pháp Quang đảng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang phô quý số thô chú gá tá xá xà quát phô chú thà chú tà mù quá rá thầm má xí khá phô nình đà bất sẵn xà đi hà nà đá rù quá rù anh đà má hành tầng ná rá phô. Cha này giác rằng tăng bảo thinh mong mật đà tâm học năm rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lệ thể pháp phàm nhân ai bị. Còn xin lễ lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất tình nát tế giá tê chê nát sách tha mê ê tu á tha năng tha xa vi a nú pa quê nát xa hát xa dê nát sách chặt tu cầu xin tam bảo uy linh cho con tấm hóa thông minh học hành. Mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bổn Thầy Nhà. Phần tán dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay ha. Một lần chúng ta đọc hai câu để có một cái sự liên kết lẫn nhau. Nếu mà chúng ta đọc được câu số 1, câu số 2 không chút thì câu số 3, câu số 4 cũng như câu số 5 và câu số 6 nó sẽ liên tục. Giọng kinh cũng vậy mà giọng ghe cũng vậy ha. Bây giờ tôi xin đọc trước. Gia hạ ca rắc ca đi thù chí phụ nê về hằng nát ca hát sĩ. Gia hạ ca rắc ca đi thù chí phụ nê về hằng nát ca hát sĩ. Gia hạ ca rắc ca đi thù chí phụ nê về hằng nát ca hát sĩ. Rồi câu số 3, câu số 4. Sắp ba tê pha sư ca phất gà gá hát tu răng huy sẵn khá tầng. Sắp ba tê pha sư ca phất gà gá hát tu răng huy sẵn khá tầng. Sắp ba tê pha sư ca phất gà gá hát tu răng huy sẵn khá tầng. Rồi bây giờ câu 5, câu 6 ha. Quý sân khà ra gắt tầng chít tầng tình hà năng khá giám mắt chát gà. Quý sân khà ra gắt tầng chít tầng tình hà năng khá giám mắt chát gà. Quý sân khà ra gắt tầng chít tầng tình hà năng khá giám mắt chát gà. Rồi, bây giờ một bài nó dài như thế này. Thì nếu mà chúng ta đọc cho nó suôn sẻ thì chúng ta hãy dừng lại nơi trường âm. Đừng có dừng nơi đoạn âm ha. Gá cà rắc á chít thù xí phú nát về hằng nát cà hát xí sắp ba tê pha xú cà phất gà gá hát cù tăng quý sân khá tăng. Quý sân khá rắc á tăng chít tăng tăng hà năng khá giá mắt chá gà. Như vậy thì chúng ta có thể chia ra làm hai và đọc dừng lại nơi trường âm. Còn vị nào có hơi dài thì đọc liền một hơi ha. Còn không thì chúng ta dừng lại nơi trường âm. Gá hát cà rắc hát đích thù chí phú nát về hằng nát cà hát xí sắp ba tê pha sú cà phất gà gá hát cù tăng quý sần khát tăng. Quý sân khà ra gắt tầng chít tầng tình hà năng khá nhắm mắt chát gà. Rồi bây giờ đây là một bài nó dài, nhưng mà quý vị thấy rằng một câu tám từ
thì qua dòng kệ chúng ta chia ra làm hai và cố gắng đọc một lần hai câu để nương nhau ha. Yahakara kandiku simbu nagehang nakahasi. Quý vị nhớ khi mà chúng ta đọc thì một câu lên, một câu xuống, hai câu nó nương nhau để âm giọng của chúng ta nghe nó tương đối ha. Mà bây giờ chúng tôi xin ôn lại. Yahakara kandito sim pu nagehang nakahasi. Yahakara kandito sim pu nagehang nakahasi. Quý vị đọc câu 1, câu 2 được thì câu 3, câu 4 quý vị sẽ đọc được. Và dầu cái bài nó có dài bao nhiêu nhưng mà chúng ta chỉ chú trọng hai câu à, quý vị nhớ rằng hãy có khoảng cách, thế là chúng ta đọc hai câu chúng ta dừng, không nên đọc tiếp để rồi coi như nó không ra cái vẻ là coi như một giọng kệ mà đó là một cái xin nối tiếp mà. À, thì nó không được không được nhu nhuyễn, không được hay ha. À, bây giờ chúng ta xin đọc lại ha, nhớ đọc một lần hai câu và lên và xuống à, để cho nó có âm điệu. Yahakara kandiku sim pu nagehang nakahasi. Sambete pha su kapangang yahakutang wisang katang. Visankhara ga tan kinh tan tan hanang kha yaman cha ga. Đọc lại ha. Ga ka gì vậy? Ồ, cái bản này nó nổi lên không biết có ảnh hưởng gì luôn. À, đọc lại quý vị còn nghe ha. Yahakara kandito sim pu nagehang nakahasi. Sambate pha su kamakang gahakutang wisang katang. Visankhara gantang kintang tanhanang kha yaman chagam. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy người, người không làm nhà nữa, đòn tay người bị gãy, kẹo cột người bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Rồi bây giờ xin mời Siddhartha Thích Kim. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ cảm ơn cô Kim, cô Pháp Nguồn. Dạ cô Mai. Dạ con cảm ơn sư Phước Thạnh. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng quý sư cùng quý bà quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc câu pháp cú 154. Ya karaka ditho sibuna ge hang naka hasi sabba te pha suka phật ga. Gá cụ tăng vi sẵn khá tăng vi sẵn khá ra gá tăng chích tăng tăng hà năng khá gia mạch cha gà. Dạ con xin phân tích. Gá hai đoạn âm
ca trường âm thông thường, rá cá hai đoạn âm, đích trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, xí bú ná ba đoạn âm, ghê trường âm thông thường, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm ca trường âm thông thường, há xí hai đoạn âm. Gá ha ca ra ca đích thô si bu na ghê hăng na ca há xí. Và còn phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Sắp trường âm nhấn 3T pha là ba trường âm thông thường, số đoạn âm ca trường âm thông thường, phát trường âm nhấn ra trường âm thông thường, gá há hai đoạn âm, cu trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, xăng trường âm nhấn, khá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sắp ba tê pha su ca phát gà, gà cù tăng quý xăng khá tăng. Dạ con xin bật tiếp câu 5 và câu 6. Quý đoạn âm xăng trường âm nhấn, kha trường âm thông thường, rá gá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chích trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng trường âm nhấn, ha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá giá hai đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chá đoạn âm và ga trường âm thông thường. Con đọc lại câu 5 và câu 6. Quy sang kha ra ca tăng chích tăng tăng ha năng kha gia mắt cha ga. Dạ con đọc lại từ đầu. Ga ha kha ra ca chích thô si. Dạ con đọc lại. Ga ha kha ra ca đích thô si bu na ghi hằng na ca ha si sắp ba tê pha su ca phát ga. Gá cụ tăng vi sang khá tăng vi sang khá ra gá tăng chích tăng tăng ha năng khá gia mạch cha gà. Gá ha ca ra ca đích thô si bu na ghê hằng na ca ha si sắp ba tê pha su ca phát gà. Gá ha cụ tăng vi sang khá tăng vi sang khá ra ra ga tăng chích tăng tăng ha năng kha gia mắt cha gà. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, người không làm nhà nữa, đòn tay người bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đã tịch diệt, tham ái này tiêu vong. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin đọc lại bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ôi, người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, người không làm nhà nữa, đòn tay người bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đã tịch diệt, tham ái thải tiêu vong. Dạ, đó là bản của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Gá ca ra ca đích thô si bù na ghê hăng na ca si sập ba tê pha su ca phật gà. Gà cụ tăng quý sang khá tăng, quý sang khá ra gà tăng chích tăng tăng ha năng khá gia mạch cha gà. Dạ con đã đọc xong, kể xong.
có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Tỷ Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa ạ. Dạ, con kính mời cô Kim đọc tiếp tục ạ. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Phước Thạnh, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Cô Mít Trà cho tín hiệu Hồng Mai nữa, cho tín hiệu nghe rõ. Vậy ba người cho tín hiệu nghe rõ là nghe rõ rồi, nghe liên tục ha. Cảm ơn. Dạ, con xin trả bài Kinh Pháp Cú 154. 154, đúng rồi, 153, 154, cùng tất cả. Gahaka rakaditho sipunage hằng naka hati sabba te pa sukha phakga gahaku tăng quý sanh kha tăng quý sanh kha rakatăng chích tăng tành hà năng kha yamach cha ga. Gahaka rakaditho sipunage hằng naka hati sabba te pa sukha phakga gahaku tăng quý sanh kha tăng quý sanh kha rakatăng chi tăng tành hà năng kayamach cha ga. Con xin phân tích bài này chia làm hai phần, phân tích câu 1, câu 2, câu 3 trước rồi câu 4, câu 5, câu 6 sao. Con xin phân câu 1, câu 2, câu 3. Câu 1, gá há hai đoạn âm, ca trường âm thông thường, rá khá hai đoạn âm, đích trường âm nhắn, thô trường âm thông thường, xí đoạn âm. Câu số 2, pú ná hai đoạn âm, ghê trường âm thông thường, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, kha trường á xí hai đoạn âm. Câu số 3, sắp trường âm nhắn, ba tê pa ba trường âm thông thường, xú đoạn âm, kha trường âm thông thường, thắt trường âm nhắn, ga trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, câu 3, rồi đọc câu 4, câu 5, câu 6 và phân tích câu 4, câu 5, câu 6. Sipunage naka hati sabba te pa sukha phakga gahaku tăng quý sanh kha tăng quý sanh kha rakatăng chích tăng tành hà năng kayamach ga. Phân tích câu số 4, gá há hai đoạn âm, khu trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, xanh trường âm nhắn, khá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 5, quý đoạn âm, xanh trường âm nhắn, khá trường âm thông thường, rá gá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chích trường âm nhắn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu cuối cùng hay câu số 6, tăng trường âm nhắn, ha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá giá hai đoạn âm, mách trường âm nhắn, chá đoạn âm, ga trường âm thông thường. Đọc lại câu 4, câu 5, câu 6 rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Ga ha kha tăng quý sanh kha ra ga tăng chích tăng tành hà năng kha giá mách chá ga. Gahaka rakaditho sipunage hằng naka hati sabba te pa sukha phakga gahaku tăng quý sanh kha tăng quý sanh kha rakatăng chích tăng tành hà năng kayamach cha ga. Gahaka rakaditho sipunage hằng naka hati sabba te pa sukha phakga gahaku tăng quý sanh kha tăng quý sanh kha rakatăng chích tăng tành hà năng kayamach cha ga. Ga ha kha ra kha đích thô si phùng na ghe hăng na kha ha si sapa te pa su kha phắc ga ga ha khu tăng quý sanh kha tăng quý sanh kha ra kha tăng chích tăng tành hà năng kha ya mắt cha ga. Ya kha ra kha đích thô si phu na ghe hằng na kha ha si sam ba te pa su kha phắc ya ya ha khu tăng quy san kha tăng quy san kha ra kha tăng chích tăng tanh ha năng kha ya mắc cha ya.
Ôi, người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột người bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ấy thảy tiêu vong. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu cho câu Kinh Pháp Cú số 154. Cảm ơn Pháp Nguồn Lào Cai chưa đọc xong để cho bông hoa Đờ Nem Hồng Mai Quảng Thanh Nít Tà hạnh phúc. Dạ. À, cảm ơn quý vị đã cho bông hoa cùng vỗ tay vỗ chân rất là nhiều. À, nhưng mà túm lại, còn có sai cái gì xin các sư, các cô tu nữ và quý Phật tử cùng như những người trong đạo tràng cho con biết con có sai điều gì. Pháp Nguồn Lào Cai, cô Kim đồng siêu quá. Chết chắc vì cái câu then đó. Sư chiếu tướng là chết ngắt luôn. Sai mà ngằng một chút là sư nắm đầu ra chị tội liền đó, đừng có ham độc siêu quá, kẹo trao thì té đau bể chết luôn đó. Nhưng mà con có công chuyện con đi, con phải rời rung, con sẽ trở lại càng sớm càng. Con xin hình như con, hình như cô Hồng Mai kế tiếp đó, nếu không phải thì người khác. Con xin rời rung để đi công chuyện, con sẽ về sau. Con chúc quý vị tất cả mọi người trong đời chàng được một ngày an lạc và may mắn. Con xin mời người kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, sư Phước Thạnh, quý sư. Con kính đảnh lễ cô tu nữ Như Pháp, quý cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin trả bài câu pháp cú số 154. Cảm ơn chị Nét Ta, chị Kim, Quang Thanh, Đà Nang, sư Thạnh và Pháp Nguồn Lào Cai cho biết tín hiệu âm thanh rõ. Dạ con xin đọc câu pháp cú 154. Gahaka rakadit tho sipunage hằng naka hasisap ba te pha su ka phak ga gaha ku tăng vi sang kha tăng vi sang kha ga ga tăng chit tăng tăng ha năng kha ya mat cha ga gahaka rakadit tho sipunage hằng naka hasisap ba te pha su ka phak ga ga ha ku tăng vi sang kha tăng vi sang kha ga ga tăng chít tăng tăng ha năng kha ya mat cha ga. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Gá há hai đoạn âm, ca trường âm thông thường, rá cá hai đoạn âm, đít trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, xí đoạn âm, pú ná hai đoạn âm, ghê trường âm thông thường, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, ca trường âm thông thường, há xí hai đoạn âm, ga ha ca ra ca đít thô si pu na ghê hăng na ca ha xí. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Sáp là trường âm nhấn, ba là ba tê, pha là ba trường âm thông thường, xú đoạn âm, ca trường âm thông thường, phát trường âm nhấn, ga trường âm thông thường, gá há hai đoạn âm, cu trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý đoạn âm, xăng trường âm nhấn, khá đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, sắp ba tê pha su ca phát ga ga ha cu tăng quý xăng khá tăng. Con xin phân tích câu 5 và câu 6. Quý là đoạn âm, xăng là trường âm nhấn, kha trường âm thông thường, rá, gá hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng trường âm nhấn, ha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá, giá hai đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chá đoạn âm, ga trường âm thông thường, vi sang kha ra gát tăng chít tăng tăng hà năng kha gia mắt cha ga. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 154. Ga ha ka ra ka dit tho si pu na ge hằng na ka ha si sap ba te pha su ka phát
ga ga ha cu tăng vi sang kha tăng vi sang kha ra ga tăng chít tăng tăng ha năng kha ya mắt cha ga ga ha ca ra ca đi thô si pu na ghê hằng na ca ha si sắp ba tê pha su ca phát ga ga ha cu tăng vi sang kha tăng vi sang kha ra ga tăng chít tăng tăng ha năng kha ya mắt cha ga. Dạ, con xin đọc kệ ạ. À. Ga ha ka ra ka dit tho si pu na ge hang na ka ha si sap ba te fa su ka phak ga ga ha ku tang vi sang kha tang vi sang kha ra ga tang chit tang tăng hà năng kha ya nan cha ga ga ha ka ra ka bin tho si pu na ge hang na ka ha si sa ba te fa su ka phak ga ga ha ku tăng vi sang kha tăng vi sang kha ra ga tăng chit tăng tăng hà năng kha ya nan cha ga. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Dạ, đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con cả đọc, phân tích và kể xong có gì sai, xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa dùm ạ. Xin cảm ơn đạo tràng. Dạ, xin mời khắp nguồn Lào Cai ạ. Con cảm ơn cô Hồng Mai ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ Sư Phước Thịnh, Sư Phước Sang. Con kính lễ cô tu nữ Như Pháp. Dạ, con cảm ơn cô Mết Ta, cô Thế Mẫn, cô Hồng Mai cho biết tín hiệu. Dạ, con xin phép được đọc bài ạ. Cảm ơn Sư Quang Thanh. Con gạt bài xuống. Con xin phép được đọc và phân tích câu Pháp Cú 154. Ga ha ka ra ka dit tho si pu na ge hang na ka ha si sa pa te pa su ka phak ga ga ha ku tang vi sang kha tang vi sang kha ra ka tang chi tang tan tan hà năng kha ya mắt cha gà. Dạ, con xin được phân tích câu 1, câu 2. Gá là đoạn âm, há là đoạn âm, ca là trường âm thông thường. Gá là đoạn âm, cá là đoạn âm, đích là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, bú là đoạn âm, ná là đoạn âm, ghê là trường âm thông thường, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, há là đoạn âm, xí là đoạn âm. Ga ha ka ra ka dit tho si pun na ghê hăng na ka ha si. Con xin được phân tích câu 3 và câu 4. Sắp ba tê pha su ca phát ga ga ha cu tăng với sang kha tăng. Sắp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, tê là trường âm thông thường, pha là trường âm thông thường, su là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, phát là trường âm nhấn, ga là trường âm thông thường, gá là đoạn âm, há là đoạn âm, cu là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, sang là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin đọc lại câu 1, câu 2, câu 3, câu 4. Ga ha ka ra ka di tho si pu na ge hang na ka ha si pha ga te pa su ga phát ga. Con xin phân
Gaha cụ tăng với sằng kha tăng. Con xin phân tích câu 5 và câu 6. Với sằng kha ra gà tăng chi tăng tăng hà năng kha gia mắc cha gà cha gà. Ví là đoạn âm, sằng là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường, lá là đoạn âm, gá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá là đoạn âm, giá là đoạn âm, mách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường. Con đọc lại câu 5 và câu 6. Vi sằng khà ra ga tằng chi tằng tằng hà năng kha ya mắt cha ga. Con xin được đọc lại tuần bài. Ga ha ka ra ga di tho si pu na ge hằng na ka ha si sắp ba te pha su ka pha ga. Gà ha cụ tăng với sằng kha tăng với sằng kha ra gà tăng chít tăng tăng hà năng kha gia mắc cha gà. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, người không làm nhà nữa, đòn tay người bị gãy, kẻo cột ngươi bị tan, tâm ta đạp tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phép được kể. Ga ha ka ra ga ga ha ka ra ga di tho si pu na ge hang na ka ha si sa ba te pa su kha pha ga ga ha ku tang vi sang kha tang vi sang kha ra ga tang chang tần hà năng khá và mất cha gà. Gà ha ca ra ca đi thô si bù na ghê hăng na ca ha si sa pa te pa su ka pa gà. Gà ha cu tăng cư sang kha tăng cư sang ca ra gà tăng chi tăng tần hà năng khá và mất cha gà. Gà ha ka ra ha ka di tho si pu na ge hang na ka ha si sa pa te pa su ka pa ga gà ha ku tang vi sang kha tang vi sang kha ra gà tang chi tang tan ha nang kha ya mat cha ga. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kẻo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc và phân tích xong, có gì sai không? Ngài cùng toàn thể đạo tràng chỉnh sửa cho con ạ. Dạ, con cảm ơn cô mẹ ta của Hồng Mai của con Thành đã tặng bồng. Dạ, con xin phép được xuống mic. Dạ, con kính lễ lấy ba ngôi tam bảo. Ân Đức Phật, Ân Đức Pháp và Ân Đức Tăng. Con kính lễ lấy Ngài Chí Đức. Con kính lễ lấy Sư Phước Thạnh và Sư Phước Sang. Con kính lễ quý sư hiện tiện trong đạo tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Duyên Pháp. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài cho con xin bài với cô Như Quang. Con vào sau con không thấy bài của sư của ngài đăng nên là có ai có bài cho con xin bài với. Alo, dạ con cảm ơn cô Như Quang. Con xin phép đọc vào câu 1, bác cú 154. Ga ha ka ra đi
thô si bùn na ghê hằng na ca hát si sắp bê tê pha su ca phăng ga ga ha cu tăng quy sang kha tăng quy sang kha ra tăng chi tăng tan ha năng kha ra mạch ha ga. Tôi xin phân tích câu 1 và câu 2. Gá há là hai đoạn âm, ca là trường âm thông thường, rá cá là hai đoạn âm, đít là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, bú, ná là hai đoạn âm, ghê là trường âm thông thường, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, há, xí là hai đoạn âm. Ga ha ka ra ka ra ka di tho si bun bun na ge hang na ka ha si. Câu 3 và câu 4. Câu sắp là trường âm nhấn, ba là t là hai trường âm thông thường, pha là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, hắc là trường âm nhấn, ga là trường âm thông thường, gá há là hai đoạn âm, cu là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, xăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sắp bê sắp ba tê pha su ca phắc gà gà ha cụ tăng quy sang kha tăng. Câu 1, câu 2, câu 3, câu 4, câu 4 và câu 5. Quý là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, kha là trường âm thông thường, rá gá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên nhân nguyên âm, tan tăng là trường âm nhấn, ha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá rá là hai đoạn âm, mách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường. Quy sang kha ra ga tăng chi tăng tăn hà năng kha ra mách cha ga. Dạ con xin đọc lại toàn bài. Ga ha ka ra ka di tho si bu na ghe hằng na ka ha si sắp bê tê pha su ca vác ga ga ha cụ tăng quy sang kha tăng quy sang kha ra ga tăng chi tăng tăn hà năng kha ra mách cha hà ga. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịnh diệt, tham ái thảy tiêu vong. Đấy của bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Gà ha, dạ con xin phép kệ. Gà ha ca ra ca đít thô si bù na ghê hăng na ca ha si sập bê ta pha su ca phắc ga ha căng cu tăng quỳ sang kha tăng quỳ sang kha ra gà tăng chi tăng tan ha năng kha ra mách cha ca gà ha ca ra ca rin thô si bu na ghê hăng na ca ha si sập ba tê pha su ca phắc ga ga ha cu tăng quỳ sang kha tăng quỳ sang kha ra ga tăng chít
tăng tan ha năng kha ra mạch cha ga. Dạ con đã đọc xong, con có sai mong ngài Trí Đức và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, con xin đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 154. Yahaka raka dip ho sipuna ye hằng naka hasi sapa te fa sika takya yahaku tang isang katang isang karaga tang chip tang tang ha nang kaya matcha ga chaga. Câu tới câu 1 và 2. Yahaka rakadipho sivuna ye hang naka hasi sapa te. Yaha là hai đoạn âm, ka là trường âm thông thường. Raka là hai đoạn âm, dip là trường âm nhấn, tho là trường âm thông thường. Tí, bú, ná là ba đoạn âm, ye trường âm thông thường. Hằng trường âm là giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, ca trường âm thông thường, há xí là hai đoạn âm. Yahaka raka dipho sipuna ye hằng naka há xí. Nguyên tích câu 3 và 4. Sapa te pha suka vaka yahaku tăng visang khát tăng. Sáp là trường âm nhấn, ba, tê, ba là ba trường âm thông thường, xú là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, ba trường âm nhấn, ga trường âm thông thường, giá há hai đoạn âm, cu trường âm thông thường, tăng trường âm là thay giọng nguyên âm, quý đoạn âm, tăng trường âm nhấn, khá đoạn âm, tăng. Tăng trường âm độc hay giọng nguyên âm. Sắp ba tê pha suốt ca phát gà chá hát cù tăng quý sần khách tăng. Con kết câu 5 và 6. Quý sần khà ra gá tăng chít tăng tăng hà nặng khá gia mát chá gà. Quý là đoạn âm, sần một trường âm nhấn, cha trường âm thông thường, rá giá là hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng trường âm đọc tăng trường âm nhấn, ha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá giá là hai đoạn âm, mắt trường âm nhấn, chá đoạn âm, ga trường âm thông thường. Viết rằng khà ra gác tăng chít tăng tăng hà năng khá giá mắt chá gà. Xin đọc lại câu kinh, đọc lại 6 câu. Gá há cà ra ca đít thù xí xí ná ghê hằng ná ca há xí sắp bà tê phà xí ca phát gà. Gá há cù tăng viết rằng khá tăng viết rằng khà ra gác tăng chít tăng tăng hà năng khá giá mắt chá gà. Gá há cà ra ca đít thù xí xí ná ghê hằng ná ca há xí sắp bà tê phà xí ca phát gà. Gá há cù tăng viết rằng khá tăng viết rằng khà ra gá tăng chít tăng tăng hà năng khá giá mắt chá gà. Gá há cà ra ca đít thù xí đu ná ghê hằng ná ca há xí sắp bà tê phà xí ca phát gà. Gá há cù tăng viết rằng khá tăng viết rằng khà ra gá tăng chít tăng tăng hà năng khá giá mắt chá gà. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kẹo cột ngươi bị tan, tâm ta đã tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
Dạ con đã đọc xong, con xin chứng nhất. Dạ, Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc câu pháp cú số 154. Ga ha ka ra ka di tho si bu na ghe thang na ka ha si sa pa te pha su ka pha ga ga ha ku tang vi sang kha tang vi sang kha ra ga tang chit tang tan ha nang kha yamat cha ga ga ha ka ra ka di tho si bu na ghe hang na ka ha si. Gá há là hai đoạn âm, ca là trường âm thông thường. Rá cá là hai đoạn âm, đít là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, xí là đoạn âm. Câu số 2, bú ná là hai đoạn âm, ghê là trường âm thông thường, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, há xí là hai đoạn âm. Câu số 3 và câu số 4. Sáp ba tê pha su ca phát gà gá há cù tăng quý sân khá tăng. Sáp là trường âm nhắn, ba tê là hai trường, pha là ba trường âm thông thường, sú là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, phát là trường âm nhắn, gà là trường âm thông thường, gá há là hai đoạn âm, cu là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Quý là đoạn âm, sân là trường âm thông thường. Văn là sân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Khá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Sáp ba tê pha su ca phát gà gá há cù tăng quý sân khá tăng. Câu số 5 và câu số 6. Quý sang kha ra ga tăng chít tăng tàn hà năng khá giá mát chá gà. Quý là đoạn âm, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, kha là trường âm thông thường, rá gá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhắn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tan là trường âm nhắn, ha là trường âm thông thường. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá giá là hai đoạn âm, mát là trường âm nhắn, chá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường. Vi sằng khà ra ga tăng chít tăng tàn hà năng khá giá mát chá gà. Ga ha ka ra ka đi thô si bu na ghê hằng na ka ha si sáp ba. Tê pha su ca phát gà gá há cụ tăng quý sân khá tăng. Quý sân khà rá gá tăng chít tăng tàn hà năng khá giá mát chá gà. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, người không làm nhà nữa. Đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan. Tâm ta đang tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Gà hà kà rà hà kà đê thô si bù nà ghê hăng nà kà hà si. Sà pà tê phà hà su kà phà gà gà hà cù tăng vì sang kà tăng. Vì sang kà rà hà gà tăng chê tăng. Tàn hà năng khá hà dạ mát cha gà. Dạ con đã đọc và phân tích. Và kể xong con xin xuống mít có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ xin mời vị tiếp theo. Cảm ơn cô Như Quang Cần đã post bài.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc câu pháp cú số 154 ngày hôm nay ạ. Dạ, con cảm ơn cô Như Quang đã post bài. Kahaka Gahaka Rakadit Tho Sibunage Hang Naka Hasisap Bate Fa Suka Phat Ga Gahaku Tăng Visang Kha Tăng Visang Kha Rakadang Chit Tăng Hà Năng Khaya Mat Cha Ga Kahaka Rakadit Tho Sibun ghe hằng naka hasi sap ba te fa suka phát ga ga ha ku tăng quy sang kha tăng quy sang kha ra ga tăng chit tăng tan ha năng kha ya mat cha ga. Dạ, con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Ga ha ka ra ka dit tho sibuna ghe hằng naka hasi. Ga ha là hai đoạn âm, ca là trường âm thông thường, rá, cá là hai đoạn âm, dít là trường âm nhấn, thô là trường âm thông thường, xí, bú, ná là ba đoạn âm, ghê là trường âm thông thường, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, há, xí là hai đoạn âm. Và câu số 3 và câu số 4. Sắp ba tê pha su ca phát ga ca hát cu tăng quý sang kha tăng. Sắp là trường âm nhấn, ba tê pha là ba trường âm thông thường, su là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, phát là trường âm nhấn, ga là trường âm thông thường, gá há là hai đoạn âm, cu là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, sang là trường âm nhấn, khá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và câu số 5 và câu số 6. Quý sang kha ra ga tăng chít tăng tanh hà năng kha ya mắt cha ga. Quý là đoạn âm, sang là trường âm nhấn, kha là trường âm thông thường, rá, gá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng âm nhấn, ha là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá, giá là hai đoạn âm, mắt là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại ạ. Kahaka rakadit tho sibunage hang naka hasisap ba te fa suka phat ga kahaku tang wisang kha tang wisang kha raga tang chit tang tan ha nang khaya mat cha ga. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tha mái thảy tiêu vong, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Gahakara kadito si bu nagehang nakahasi sapate fa su kafaga gahakutang wisang khatang quý sang kha ra ga tăng chít tăng tăng ha năng kha ya mat cha ga ga ha ka ra ka di tho si bu na ge hang na ka ha si sap ba te fa su ka fa ga ga ha ku tăng quý sang kha tăng quý sang kha ra ga tăng chít tăng tăng ha năng kha ya mat cha ga. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tha mái thảy tiêu vong, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Tinh Châu.
Dạ con đã đọc và phân tích xong, có sai sư và đạo tràng chỉnh sửa dùm cho con. Dạ con xin kính mời vị kế tiếp ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn Đức Tăng Hoàng Ni, con kính chào đạo tràng, con xin phép được trả bài ạ. Câu pháp cú số 154. Kahakarakaditto sipunage hang nakahasi sampate pha sukha phaga. Kahakutang visankha tang visankharaka tang cittang. Tặng hà năng khaya mắt cha ga các hà ca ra ca tin thổ si phu na ghe hằng na ca ha si sắp ba tê pha su ca pha ga các hà khu tăng vi sang kha tăng vi sang kha ra ca tăng chi tăng. Con phân tích câu số 1 và 2. Các hà ca ra ca tin thổ si phu na ghe hằng na ca ha si gã há hai đoạn âm, ca trường âm thông thường, rá cá hai đoạn âm, tít trường âm nhẫn, thô trường âm thông thường, xí đoạn âm, bú nát hai đoạn âm, ghê trường âm thông thường, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná đoạn âm, ca trường âm thông thường, há xí hai đoạn âm, ca há ca rá cá đinh thô xí bú nát ghê hăng ná ca há xí. Câu 3 và 4. Sắp ba tê và suka vaka kaha ku tăng quý sang tha tăng sắp trường âm nhẫn ba trường âm thông thường t trường âm thông thường pha trường âm thông thường số đoạn âm kha trường âm thông thường phát trường âm nhẫn ga trường âm thông thường cá há hai đoạn âm khu trường âm thông thường tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm quý đoạn âm sang trường âm nhẫn khá đoạn âm tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm sapa te pha sukha phát ga ga ha ku tăng vi sang kha tăng vi sang kha ra ga tăng chít tăng tăng ha năng kha ya mắt cha ga. Con phân tích câu 3, câu 5 và câu 6. Quý đoạn âm sang trường âm đọc theo trường âm nhẫn kha trường âm thông thường rá gã hai đoạn âm tăng trường đọc theo giọng nguyên âm chít trường âm nhấn tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm tăng trường âm nhấn ha trường âm thông thường năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm khá đoạn âm giá đoạn âm mắt trường âm nhấn cả đoạn âm ga trường âm thông thường quý san kha rắc các tăng chít tăng tăng ha năng khai giá mắt cha ca. Con đọc lại bài. Ca ha ca ra ca tin thù si phu na ghê hằng na ca ha si sắp ba tê pha su ca pha ga ca ha cu tăng vi san kha tăng vi san kha ra ca tăng chít tăng tăng ha năng ga ya mắt cha ga ca ha ca ra ca tin thù si phu na ghê hằng na kha ha si sampate pha su kha phang ga ga ha ku tang vi sang kha tang vi sang kha ra ga tang chin tang tang ha nang kha ya man cha ga ga ha ka ra ka din tho si pu na ge hang na kha ha si sampate pha ca văn ca ca ha cu tăng vi sang kha tăng vi sang kha ra ca tăng chín tăng tăng ha năng kha ya man ga kha ga. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy người, người không làm nhà nữa, đòn tay người bị gãy, kèo cột người bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Dạ của hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con kính tri ân ngài và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp ạ.
Nam mô Bồ Tát Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Kha Giả. Dạ, con xin thành kính lãnh lễ ngài Chư Đức, con xin thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, con xin kính lễ quý bà, quý cô, tôn nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 154. Kaha ka rakati tho si si puna ghe hang na kaha si sapate vasuka fa ga gaha kutang visang katang visang ka rakatang chitang tăng hà năng kaya ma cha ga. Dạ, con xin đọc lại từ đầu ạ. Gaha ka rakati tho si puna ye hang na ka ha si sapate vasuka phaka gaha ku tăng vi sang ca tăng kha tăng vi sang ca ra ga tăng chi tăng tăng hà năng kaya mat cha ga. Dạ, con xin phân tích ạ. Gaha hai đoạn âm, ca trường âm thông thường, ra ga hai đoạn âm, tít trường âm nhấn, thô trường âm thông thường, si đoạn âm. Puna hai đoạn âm, ghê trường âm thông thường, hăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, na đoạn âm, ca trường âm thông thường, ha si hai đoạn âm, sapa sap trường âm nhấn, ta trường âm thông thường, t trường âm thông thường, pha trường âm thông thường, su đoạn âm, kha trường âm thông thường, pha trường âm nhấn, ga trường âm thông thường, ga ha hai đoạn âm, cu trường âm thông thường, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vi đoạn âm, sang trường âm nhấn, khát đoạn âm, đăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, vi đoạn âm, sang trường âm nhấn, kha trường âm thông thường, ra khát hai đoạn âm, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít trường âm nhấn, tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng trường âm nhấn, ha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Con xin phân tích lại: tăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ha trường âm thông thường, năng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, kha ya hai đoạn âm, mat trường âm nhấn, cha đoạn âm, ga trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc bài kệ: ka ha ka ra ka di tho si puna ke hang na kha ha si sa pa te fa su kha fa ga ga ha ku tang vi sang kha tang vi sang kha la ga tang chi dang tang ha nang kha ya ma cha ga. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, cao cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tình diệt, tham ái thảy tiêu vong. Dạ, câu dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Dạ, con xin hết, con kính mong quý sư, quý cô đạo tràng sửa bài cho con biết là con có sai hồi nãy nhiều. Dạ, con xin cảm ơn, mà con không biết sai chỗ nào. Dạ, con xin cảm ơn mọi người, và con xin xuống mic và nhường
hãy cho người tiếp nào. Dạ alo, dạ con xin kính chào quý sư, quý cô, tu nữ và toàn thể đạo tràng. Dạ, sau đây con xin đọc bài kinh pháp của 154. Yaha karaka dikhasti punagehang nakahasti sabbate pasukha pakya yaha kutang visangkatang visangkarakyatang sitang tanghanang ngayam mắt chaga gahak karaka dikhosi kuna gahang naka hasti sab bate basuka basuka pakga gahaku tang busang ka tang busang kara katang sit tang tang hanang ayam mak chaga dạ, con xin phân tích là cá há là hai đoạn âm, ca là trường âm thông thường, rá cá là hai đoạn âm, ít là trường âm nhấn, tho là trường âm thông thường, xí là đoạn âm, cú ná là hai đoạn âm, ghê là trường âm thông thường, hăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ná là đoạn âm, cá là trường âm thông thường, há xí là đoạn âm, sấp là trường âm nhấn, ba là trường âm thông thường, tê là trường âm thông thường, ba là trường âm thông thường, xú là đoạn âm, ca là trường âm thông thường, phất là trường âm nhấn, ga là trường âm thông thường, gá há là hai đoạn âm, cu là trường âm thông thường, tăng là trường âm một thời giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, sang ở đây có từ sang có dấu chấm ở trên là con còn đang thắc mắc là đọc theo trường âm, đọc theo giọng nguyên âm hay là trường âm thông thường. Nãy giờ là con thấy quý có vài vị là một có người thì đọc là trường âm nhấn, còn có người đọc trường âm đọc theo giọng nguyên âm nên con đang bối rối này. Dạ. Mong sư trí đức và đạo hữu chỉ cho con đoạn này, cái chỗ này. Dạ. Còn khá là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quý là đoạn âm, sang này con cũng để cái bỏ ngỏ lại và mọi người giải đó. Khá là đoạn là trường âm thông thường, rá giá là hai đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chít là trường âm nhấn, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tăng là trường âm nhấn, hà là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, khá giá là hai đoạn âm, mách là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, ga là trường âm thông thường. Dạ, con xin đọc lại. Gaha karakadik pasti puna gehang naka hasti sabba ke pasuka pakga gaha kutang bustang katang wistang karak yatang sitang tanghanang kayamat cha ga. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đặt tức diệt tham ái thảy tiêu vong. Dạ, con xin hết, có chỗ nào xưa sai thì mọi người chỉnh sửa giùm con ạ, con xin trả mít lại. Alo, 123, 123, quý vị nghe rõ không ạ? 1, 2, 3,
Ơi sa tu sa tu quỳnh hạnh pháp ha. Sự thắc mắc của quỳnh hạnh pháp, quý vị thấy bài chúng tôi đưa lên không ạ? Quỳnh hạnh pháp thắc mắc giữa trường âm nhấn và trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trường âm nhấn là một trường âm khi phía sau nguyên âm là hai phụ âm. Huỳnh hạnh pháp chú ý ha, phía sau của nguyên âm á, nguyên âm tức là a i u hoặc là a i u e o ha. Thì quý vị thấy phía sau nó là hai phụ âm đi liền, thì chúng ta biết đó là trường âm nhấn. Còn trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chúng ta thấy chữ M có dấu chấm, đây là một trường hợp của Nikahita. Chữ M có dấu chấm phía trước nó là A, Ý và U. Quý vị hết nghe hả? Sĩ quan thanh không nghe, quý vị khác còn nghe không? Rồi huynh hình pháp nghe không? Thì trở lại vấn đề là khi cái máy nó bị nhảy quá, cái nó phá đám quý vị thông cảm ha. Khi mà chúng ta thấy một trường âm mà đó là trường chữ M có dấu chấm, như huynh hạnh pháp ha, thắc mắc này, chữ quý sân tha ra gá tăng ha, quý sân tha tăng ha, rồi những cái từ đó thì nó là trường âm nhấn hay là trường âm đọc theo giọng nguyên âm? Thì trường âm nhấn là sao, nó hai cái phụ âm ghép gọi là trường âm nhấn. Cái nguyên âm đi trước hai phụ âm ghép, còn trường âm đọc theo giọng nguyên âm là nó cái màn hình nó nhảy lên nhìn nó phá quá, quý vị thông cảm ha. Rồi bây giờ coi như huynh hạnh pháp coi như đã thấy thắc mắc chưa, khi chữ á, chữ ý, chữ ú nó đứng trước m có dấu chấm thì chúng ta đọc theo gọi là cái nguyên âm phía cái nguyên âm đó. Ví dụ như chữ á thì chúng ta đọc là ăn, chữ ý chúng ta đọc là in, chữ ú chúng ta đọc là ung. Đó gọi là trường âm đọc theo giọng nguyên âm của nguyên âm phía trước. Còn chữ sân, sân khá tăng ha, giống như trong này thì nó là trường âm nhấn chứ không phải là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Cái chữ vừa hình thắc mắc á là quý sân khá tăng, thì chữ sân đó phía sau nó là hai phụ âm. Hai phụ âm tức là huynh thấy rằng chữ A này đứng trước chữ N có dấu chấm và chữ K đó là hai phụ. Quý vị thấy nó, cái màn hình nó nhảy quá ha. Rồi chắc là coi như cái này là tuổi thọ không bền quá, bảo đảm mà trước sau cũng chết, mà chết cái kiểu này gọi là mất mạng chứ không phải là rớt mạng. Rồi bây giờ thôi xin nhường lại cho đạo tràng ha. Rồi mời quý vị tiếp tục. Nhưng mà huynh hạnh pháp có nắm rõ trên này chưa? Alo huynh hạnh pháp có nắm rõ trên này chưa? Rồi xin chào cô tu nữ Kim Lan. Rồi.
Dạ xin lỗi cho hỏi có ai có nghe rõ hạnh phúc nói không ạ? Thấy đạo tràng đang im lặng quá. Dạ có ai tiếp tục học không ạ? Nếu không đọc không ạ? Nếu không thì xin mời ngài ra giảng nghĩa. Dạ chắc là sư lỗi mạng rồi, xin mọi người ai chưa đọc thì giơ tay lên đọc tiếp đi ạ. Dạ. Alo, 123, 123. À, quý vị hoan hỷ ha. Hôm nay coi như vô thường nó chi phối ha. Lúc thì sinh hoạt tốt, lúc thì sinh hoạt không được ổn định. Nhưng mà chúng tôi cố gắng làm hết bổn phận của mình. Thôi thì bây giờ quý vị nhìn vào bài học. Nhìn vào bài học và chúng tôi giải thích từ vựng ha. Quý vị nghe rõ ha. Rồi, xà thủ. Câu đầu tiên, Gahaka Rakadipho Si. Câu đầu tiên ha, Gahaka Rakadipho Si. Ở đây cái chữ Gahaka Raka do hai từ ghép lại, tức là cái từ Gaha. Gaha nó là một danh từ nam tính, Akaran Tokung Linga. Gaha có nghĩa là nhà. Rồi Karaka, Karaka do cái động từ Karoti là làm. Nhưng mà chữ Karaka ở đây nó cũng là một danh từ nam tính, Akaranta Pumlinga. Cái người xây dựng hay là cái người làm nhà, cái người mà tạo dựng, mà tạo dựng cái gì? Gaha là người tạo dựng ngôi nhà. Ở đây nó đứng trong cái dạng của hô cấp Alapana. Thì Gahakaraka là người thợ làm nhà. Người thợ làm nhà. Nhưng mà hô cách thì nói này, này người thợ làm nhà, hỡi người thợ làm nhà, vâng vâng. Chữ Karaka ha. Rồi chữ Dikthosi. Chữ Dikthosi do chữ Ditho cộng với Asi, Asi. Và chữ Ditho do cái từ Ditha, nó là một cái dạng quá khứ phân từ nam tính và đứng làm chủ từ số ít Bathama Ekavachana Vipatti. Chữ Ditha Ditho. Và Ditho được cộng thêm chữ As, Asi. Chữ Asi này có nghĩa là trên, có nghĩa là rắc. Asi có nghĩa là trên, là rắc. Vậy thì Dikthosi, Dikthosi là đã nhìn thấy. Bởi vì chữ Ditha tức là thấy ha. Trong cái dạng quá khứ con người thì nó là đã được thấy. Vậy thì cái Gahakaraka Dikthosi, hỡi người làm nhà, người đã bị nhìn thấy. Người đã bị nhìn thấy. Rồi câu số 2, Punage hằng naka hasi. Punage hằng naka hasi. Chữ Puna đây là một tràng từ, có nghĩa là lại nữa. Cái từ cửa lại trước mấy gà nó quậy được. Bây giờ cho ăn, chưa cho ăn là anh đứng sắp hàng, chán quá đi. Puna là lại nữa. Rồi chữ ghê hăng, ghê hăng do cái từ ghê há. Ghê há là một danh từ nam tính, Akaran Papum Linga. Và ghê há được chia theo đối cách số ít Đu Tì Gia Quỳ Pháp Thí Ê Châu Quà Trà Na. Cho nên ghê há biến thành ghê hăng. Ghê hăng là nhà.
Và từ thứ ba, na có nghĩa là không. Rồi ca hạ sĩ, ca hạ sĩ, ca hạ sĩ do cái động từ ca rô tí là làm. Nhưng mà ca hạ sĩ ở đây nó là một cái động từ có nghĩa là xây dựng hoặc là sẽ làm. À, xây dựng hoặc là sẽ làm. Vậy thì cái câu này Puna ghe hằng naka hasi, ngươi sẽ không xây dựng nhà nữa. Ngươi sẽ không xây dựng nhà nữa. Và câu số 3, câu số 3, sắp ba tê pha xúc ca phát gà, sắp ba tê pha xúc ca phát gà, sắp ba là tất cả, do từ sắp ba hả, sắp ba, và nó được đứng làm chủ từ số nhiều. Bhatthama bahuvachana vipatti, sapa là tất cả mọi thứ ha. Tê đây là một cái dạng đại từ tá, và nó được đứng làm sở hữu cách ha. Sati vipatti nó biến thành tê, tê là của ngươi, tất cả mọi thứ của người ha, tất cả là của người. Rồi Pasuka, Pasuka, Pasuka là một cái từ nữ tính, Akaranta Ithilinga, và Pasuka này nó cũng được đứng làm chủ từ số nhiều. Bhatthama bahuvachana vipatti, Pasuka có nghĩa là các rường cột, rui mè hoặc là sườn. Rường cột ha, rui mè ha, sườn. Rồi phất gà do con ngữ phanh, đây là một cái dạng quá khứ phân từ nữ tính. Phất gà đã bị gãy đổ, đã bị gãy đổ. Vậy thì sắp ba ta pha su ca phát ga, tất cả các rừng cột của ngươi đã bị gãy đổ. Tất cả đuôi mè của người đã bị gãy đổ. Rồi câu thứ tư, cái hát, cái hát phù tầng quý sằng khát tầng, cái hát phù tầng quý sằng khát tầng. Chữ gá hát phù tầng do hai từ ghép lại, tức là chữ gá hát là một danh từ nam tính ha. Ác rành tác phung linh gá, gá hát là nhà ha. Rồi cu tăng do cái từ cu tá, cu tá nó là một danh từ trung tính. Ác rành tác nó phung sắc cả linh gá, và cu tá được chia theo đối cách số ít đú tỷ gia quỳ phát tí e cao quanh trần á. Cu ta nó biến thành cu tăng. Cu tăng có nghĩa là trên đỉnh, trên nóc, trên đỉnh, trên nóc. Vậy thì gá hát cu tăng là mái nhà hay là nóc nhà, mái nhà hay là nóc nhà ha. Gá hát cu tăng. Rồi quý sân khát tăng, chỉ sân là một trường âm nhắn huynh hành phước và hành pháp. Rồi chỉ tăng á, chỉ tăng á mới là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ở đây quý sân khá tăng,
quý sanh tha tăng, chúng ta thấy tiếp đồng ngữ quý ở phía trước, có nghĩa là lìa hoặc là khỏi. Rồi thêm một tiếp đồng ngữ nữa là chữ sanh, có nghĩa là hoàn toàn hay là tự mình. Rồi phía sau nó là động từ karoti là. Thì ở đây quý sanh khát tăng là một cái dạng mà quá khứ phân từ trung tính à. Ý nghĩa quý sanh khát tăng ở đây là đã bị phá tan, đã bị phá tan. Vậy thì gaha cù tăng quý sanh khát tăng câu số 4 này cho chúng ta ý nghĩa là mái nhà đã bị phá tan, mái nhà đã bị phá tan. Câu số 4 rồi, bây giờ qua câu số 5 ha. Quý sanh kha ra ga tăng chích tăng, quý sanh kha ra ga tăng chích tăng. Chữ quý sanh kha ra ga tăng nó do hai từ cộng lại là chữ kha ra cộng với gia tăng, kha ra cộng với gia tăng. Còn những cái từ phía trước là quý là một tiếp đầu ngữ, sanh là một tiếp đầu ngữ, và sanh kha ra ở đây nó là một danh từ nam tính akran tapumlinga. Sanh kha ra là tạo tác mà cũng có nghĩa là tan rã à, sanh kha ra. Rồi chữ Gatang do từ Gata. Gata là một cái dạng quá khứ phân từ do cái động từ Gatati, và quá khứ phân từ là đã đi đến à, nó có những tiếp động ngữ quý sân, nó nằm phía trước à. Vậy thì quý sân kha ra Gatang, sự không còn tạo tác. Quý sanh kha ra ga tăng, sự không còn tạo tác. Rồi chích tăng thì quý vị biết rồi ha, do từ chích ta có nghĩa là tâm à. Vậy thì quý sanh kha ra ga tăng chích tăng, tâm đã đi đến sự không còn tạo tác. Tâm đã đi đến sự không còn tạo tác. Đây là ý nghĩa câu số 5. Và câu số 6. Tanh hà năng khá giá mắt chát gà. Tanh hà năng khá giá mắt chát gà. Chữ tanh ha năng do cái từ tanh ha. Tanh ha là một danh từ nữ tính akaranta thi linh ga, và tanh ha ở đây được chia à, chữ tanh ha được chia theo sở hữu cách số nhiều ha, chát thi quy phát thi và hữu quá trình a, cho nên chữ tanh ha biến thành tanh ha năng. Tanh ha năng có nghĩa là của các tham ái, của các ái dục, của các tham ái, của các ái dục. Tanh hà năng. Rồi từ cuối cùng khaya mắt chát gà, khaya mắt chát gà à, ở đây chúng ta thấy chữ khaya cộng với ắt chát gà. Khaya à, do cái từ khai gia
Makaya là một danh từ nam tính Akarantap Pumlinga. Khaya ở đây được chia theo đối cách số ít đối tỷ giáo quỳ phá tí ê câu quà trà na. Cho nên Khaya biến thành khá dân. Khá dân là sự diệt tận, sự chấm dứt. Khá dân là sự diệt tận, sự chấm dứt. Và Achaga ở đây do tiếp từ ngữ Athi cộng với căn ngữ gầm. Athi có nghĩa là đến, là trên, và căn ngữ gầm là động từ Gacchati có nghĩa là đi. Vậy thì Achaga ở đây là một cái động từ số ít, có nghĩa là đã chứng đạt, đã đạt đến, đã chứng đạt, đã đạt đến. Vậy thì cái câu cuối cùng này, tanh hà năng khai giáp mắt chát gà, ta đã chứng đạt sự diệt tận của các tham ái. Ta đã chứng đạt sự diệt tận của các tham ái. Ý nghĩa của cuối cùng. Câu Phật ngôn 154 cho chúng ta ý nghĩa. Hỡi người thợ làm nhà, ngươi đã bị nhìn thấy. No battery, please charge. Giật mình à? Hỡi người thợ làm nhà, ngươi đã bị nhìn thấy. Ngươi sẽ không còn xây dựng nhà nữa. Tất cả các giường cột của ngươi đã bị gãy đổ. Mái nhà đã bị phá tan. Tâm của ta đã đi đến sự không còn tạo tác. Ta đã chứng đạt sự diệt tận của các tham mãi. Rồi, xin lặp lại ha. Hỡi người thợ làm nhà, ngươi đã bị nhìn thấy. Ngươi sẽ không xây dựng nhà nữa. Tất cả các đường cột của ngươi đã bị gãy đổ. Mái nhà đã bị phá tan. Tâm của ta đã đi đến sự không còn tạo tác. Ta đã chứng đạt sự diệt tận của các tham ái. Rồi. Cái gì phá đám vậy? Rồi bây giờ Ngài Hòa Thượng Đại Đức Tâm Cao, trong cả Ngài Hòa Thượng Giới Đức Hàm, Đại Đức Thâm Cao đã phổ thơ lục bát thế này. Hỡi này anh thợ nhà kia, rui mà kèo cột gãy lìa nát tan. Bao tham ái thảy tiêu tàn, tâm ta thắng đặt niết bàn thảnh thời. Hỡi này anh thợ nhà kia, rui mà kèo cột gãy lìa nát tan. Bao tham ái thảy tiêu tan, tâm ta thắng đạt niết bàn thảnh thời. Còn Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài đã dịch theo cái lối ngũ ngôn ha. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi. Ngươi không còn là ngươi không làm nhà nữa. Đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan. Tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Ôi người làm nhà. Wow. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi. Ngươi không làm nhà nữa. Đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan. Tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Như vậy thì câu Phật ngôn
153, 154 ha, có một cái sự liên kết lẫn nhau. Câu 153 thì chúng ta học: lang thang bao kiếp sống ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này cố thay phải tái sinh. Lang thang bao kiếp luân hồi tâm không tìm không gặp kẻ xây ngôi nhà này, ôi đời sống thật buồn thay, vèo mấy biến cũ phần xoay lối về. Và câu Phật ngôn này bổ sung ha, bổ sung cho câu Phật ngôn đó: ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kẹo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Hỡi này anh thợ nhà kia, đuôi mày kèo cột gãy lìa nát tan, bao tham ái thảy tiêu tàn, tâm ta thắng đạt niết bàn thảnh thời. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nghe duyên sự câu Phật ngôn này, hai câu luôn chứ không phải là một câu ha. Hết quyền cho nên cấm vô nó hú hú, quý vị còn nghe rõ không? Alo, thông cảm ha. Bởi vì đời sống con người không bao giờ nó bình lặng như mặt nước hồ thu ha, mà có những lúc ba đào nổi dậy ha. Vô thường chi phối mà. Rồi quý vị thông cảm ha. Câu Phật ngôn 153, 154, đây là một cái lời cảm hứng, tức là Đức Phật không thuyết lên câu Phật ngôn này cho ai nghe hết, mà chính ở tại cái gốc Bồ Đề, sau khi mà chứng đạt thì Ngài thuyết lại theo lời yêu cầu của Ngài Ananda, theo sự yêu cầu của Ngài Ananda. Khi mà Đức Phật ngồi dưới cội cây Bồ Đề, vào lúc mặt trời chưa mọc thì Ngài đã toàn thắng cái đội binh của Ma Vương, binh hùng tướng mạnh, suốt cả một đêm chiến đấu. Và trong canh đầu của đêm đó thì Ngài đã phá vỡ toàn bộ vô minh mà chứng đắc được túc mạng minh. Rồi vào canh giữa Ngài chứng đắc thiên nhãn minh. Rồi trong canh cuối Ngài phát khởi cái tâm từ đối với tất cả chúng sanh. Ngài quán về thập nhị nhân duyên theo lý thuận và nghịch, tức là sanh và diệt. Rồi đắc đậu tận minh. Khi mà bình minh vừa ló rạng thì Ngài đã chứng đắc quả vị chánh biến tri với các pháp huyền diệu. Đó là theo cái truyền thống của chư Phật. Cho nên khi vừa mà chứng quả dưới cội cây Bồ Đề, chánh đẳng chánh giác, tự mình ngộ lấy không thầy chỉ dạy, thì Ngài đã thốt lên cái lời cảm hứng xuất khẩu thành thơ. Tức là câu Phật ngôn 153 và một câu 54 xuất khẩu thành thơ. Và xuất khẩu thành thơ thì phải đọc theo dòng kệ nhé ha. Aneka chati sansaram santhavi sang anipbi sang gahakara chang gawe santu dung hajati punam punam. Cái câu Phật ngôn 153 tức là: ta lang thang trong cái vòng luân hồi qua bao kiếp sống, tìm mãi mà không gặp kẻ làm nhà. Rồi câu Phật ngôn 154: Yahakara kandikho si punage hang nakaha si sambate pha su ca phật gan ra ha cu tăng quy sang ca tăng quy
sankhara yam tang kin tang tan hanang kha yaman cha gam. Đau khổ thay kiếp sống cứ tái diễn mãi. Hỡi kẻ làm nhà, nay ta đã gặp ngươi rồi. Ngươi không làm được nhà của ta nữa. Bao nhiêu vui mè của ngươi đều gãy hết rồi. Kẻ phục của ngươi đã tan buồn cả rồi. Chí ta đã đạt đến vô thượng niết bàn. Bao nhiêu dục vọng đều dứt sạch cả. À, ý nghĩa của một ngôn 153 và 154 tức là tự ngài đã nói lên chính mình đã đi đến cái nơi toàn thiện, tức là khi mà ta lang thang trong kiếp sống đi tìm cái người thợ mộc, tức là ái dục, là người đã làm nên cái ngôi nhà và tự ngã bản thân này, ta đã từng phát nguyện dưới chân của Đức Cổ Phật Toàn Giác Đi Văn Ca đó, xin cho chứng đắc được giác tuệ, ngõ hầu thấy được cái tên thợ làm nhà. Và từ bấy lâu nay ta đã trải qua vô số kiếp luân hồi, vô số trăm ngàn lần sanh tử, cho đến cái vòng luân hồi mà vẫn chưa gặp mặt hắn, vẫn chưa ngộ được cái giác tuệ, vì chưa đạt đến cái mục đích của cứu cánh như thế, nên ta cứ mãi trôi lăn trong cái biển khổ sanh tử luân hồi triền miên bất tận. Và cái duyên sự này được kết thúc bởi ngài Pháp Minh đã đúc kết lại dưới cội Bồ Đề thắng quỷ vương, một mình chứng đạt pháp chân thường. Thích Ca cảm hứng ngâm bài kệ như của Phật Đà Ca Phật Phương, lang thang trong bụi kiếp sơn hà, kiếm mãi không ra thợ cất nhà, luẩn quẩn luân hồi trong biển khổ vì chưa gặp mặt kẻ oan gia. Hôm nay ta bắt gặp ngươi rồi, biển khổ từ đây hết nổi trôi. Nhà mới ngươi không quyền cất nữa, mè rôi kèo cũ gãy thì thối. Đồn giông cũ cũng đã tiêu tan, tâm của Như Lai đạt niết bàn. Ái dục vô sinh đều diệt tận, không còn trở lại cõi nhân gian. Rồi, câu Phật ngôn 153, 154 đã kết thúc. Rồi, quý vị thấy thế nào? Alo, bây giờ còn 13 phút. Với 13 phút này, chúng ta hãy suy nghĩ khi Đức Phật chứng đạt quả vị toàn giác, và ngài chứng đạt quả vị toàn giác không phải vì ngoại cảnh, mà ngài quán lại chính cái nội thân của mình, chính trên cái thân này. Quý vị cũng thấy rằng Đức Phật cũng như chúng ta có mắt tai mũi lưỡi thân ý, đó là lục căn. Sắc thinh hương vị xúc pháp, đó là lục trần. Nhãn thức nhĩ thức tỷ thức thiệt thức thân thức và ý thức, đó là lục thức, căn trần và thức. Tất cả 18 cái giới này Đức Phật có, chúng ta cũng có. Và ngài nhìn lại chính cái danh sắc này, để rồi ngài tìm cái người thợ làm nhà. Người thợ làm nhà nên cái bản thể danh sắc này, và lang thang bao kiếp sống. Ai là người xây dựng cái ngôi nhà bản ngã này? Và khi tìm ra thì cái người xây dựng cái nhà này chẳng ai xa lạ, chính đó là ái dục. Ái dục mà khi mà ái dục nó xen vô rồi thì
quý vị biết rằng cái bản ngã nó nổi lên. Cái này của tôi, cái gì đẹp, cái gì tốt, cái gì hay, cái gì có như là món lành, là có chữ tôi trong đó. Mà khi cái tôi nó xen vào thì không thấy được sự thật. Và thế là lang thang trong bao nhiêu đó để đi tìm cái người xây dựng ngôi nhà này. Và Ngài đã tìm ra ai? Ngài đã tìm ra Ai Dục là người thợ làm nhà. Rồi ai nữa? Rồi thân kiến. Rồi ai nữa? Rồi phiền não. Bởi vì sao? Ai Dục là người thợ làm nhà. Đồn tay nè là cái thân chúng ta nè. Rồi keo cột nè là phiền não nè. Chính những cái đó nó làm cho chúng ta coi như quên đi cái sự trong sáng mà người ta hay gọi là cái gì mà khi mới sinh ra là coi như rất là tự nhiên trong sáng, mà khi bị nhiễm, tức là sống trôi lăn với đời thì bị nhiễm những cái thói hư tật xấu, rồi mình không còn ngây thơ nữa. Không còn ngây thơ. Như vậy qua câu Phật ngôn, qua những lời dạy của Đức Phật nói về chính bản thân của mình, thì do ái dục này, do tăng kiến này, do cái bản ngã, rồi do cái phiền não, rồi tham sân si nó nổi lên, nó chi phối chúng ta. Và chúng ta nhiều khi nhắm mắt xuôi tay cũng không biết chết vì cái gì, không biết vì sao mình chết. Mà mình chết rồi mình đi về đâu mình cũng không biết cảnh giới đó nữa. Mình không làm chủ được chính mình, khổ vậy. Rồi bây giờ thời gian còn lại để cho quý vị coi như là nghiên cứu, có ý kiến. Alo. Quý vị nào đưa tay, chắc cái máy của chúng tôi thấy là không ổn hả? Nói được tới bây giờ là cũng khá lắm rồi. Vị nào có ý kiến xin mời nha. Tâm kinh kính đảnh lễ ngài chi đất, tất cả mọi người có nghe tiếng con không ạ? Cho con xin biết tiếng hiệu. Con cảm ơn cô Hồng Mai. Dạ, còn có mấy phút nữa là cũng hết giờ rồi bạch ngài. Hôm nay loa của ngài nó bị lỗi rồi cho nên là nó hơi rú. Thấy những bài này ngài giảng qua cho chúng con thì chúng con cũng nghe được, nhưng mà tại loa nó rú nên nghe nó cũng có được câu chăng, cho nên là con cũng để đến buổi sau thì có cái gì thì chúng con xin góp ý kiến thêm về cái bài này, chứ bây giờ còn có mấy phút nữa thì cũng không đủ thời gian để mà mỗi người trả lời một câu, nên là con xin dâng mất em ngài rồi các vị kết thúc được chương trình. Con xin phép bởi vì là còn có mấy phút nữa thôi ạ, mà cái máy của ngài nó hỏng như vậy chắc phải chỉnh sửa đã. Con xin được xin mất ạ. Alo,
sa thú, thấy cô tu nữ Kim Lan đưa tay, hoan hỷ. Chúng ta còn 6 phút nữa, xin mời cô tu nữ Kim Lan nha. Dạ, alo. À, không biết Kim Lan nói như vậy trong đạo tràng có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Hồng Mai. Dạ, con xin kính lễ Ngài Trí Đức cùng toàn thể Chư Công Đức Tăng Ni đang có mặt trong đạo tràng Phật giáo Nam Truyền Theravada và xin kính chào đến toàn thể quý đạo hữu. À, dạ, con giơ tay lên mic là bởi vì con nghĩ là đường truyền của Ngài không thể lên được. Và con thấy giờ này cũng là cái giờ tại Việt Nam á, là cũng giờ bắt đầu Phật tử bắt đầu phải làm việc nhà hay là đi làm rồi, cho nên con đỡ mic cho Ngài, nhưng mà thấy Ngài lên được thì con cũng biết là giờ này cũng còn 5 phút. Ngài nói 6:30 là giờ của Zoom của cái đạo tràng chúng ta kết thúc, thì bây giờ còn 5 phút nữa cũng là cũng đã hết, gần hết giờ rồi. Nhưng mà con đã cầm mic rồi thì con xin phép Ngài cũng như đạo tràng cho con chia sẻ một tí xíu về cái suy nghĩ, những cái điều mà con hay suy nghĩ về cái câu pháp cú này. Đối với riêng bản thân con thì hồi bé khi mà học những câu pháp cú này, mình không biết tại sao mà Đức Phật Ngài dùng cái hình ảnh rui mè kèo cọt thả đường nát ra, thì lúc đó mình con không hiểu là tại sao mình đập phá một căn nhà. Nhưng mà từ hồi mỗi đêm đầu đà hồi còn bé con được học hỏi á, thì cái may mắn là con được sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống Nam Tông, rồi cứ mỗi kỳ đầu đà vậy là được nghe Chư Tăng phân tích và giải thích rất là nhiều về giáo lý. Và cũng từ đó, và đây là những cái câu Phật ngôn mà con được học từ bé qua những cái đêm đầu đà. Và những cái cảm xúc của con khi mà nghe câu này thì con nhớ tới cái điều mà rươi mè kèo cọp á, và cái hình ảnh nó rất ấn tượng trong đầu con. Và mỗi khi mà mình làm những cái điều gì đó, nó trong người mình nó khởi lên những cái tâm gọi là những cái tâm bất thiện, những tâm sái quấy đó, thì mình nhớ là mình đang tiếp tục xây dựng một căn nhà nữa. Mà cái giáo lý của nhà Phật, cái đạo Phật là muốn mình đập phá vỡ căn nhà ngũ uẩn mà mình đang mang ở đây, mình đã đi từ nhiều kiếp, gọi là tiền vô vô thủy, hậu vô chung, nghĩa là trong quá khứ mình đã có biết bao nhiêu cái ngũ uẩn, từ cái ngũ uẩn này chuyển sang cái ngũ uẩn khác, cứ như vậy. Và cho đến ngày hôm nay mình biết được cái giáo pháp này, và Đức Phật đã chỉ cho mình cái kỹ thuật để mà làm sao để bẻ gãy những cái rùa mè kèo cọp đó. Mà khi mà mình bẻ gãy được những cái vật liệu mà nó tạo nên một căn nhà, nó dựng nên một căn nhà đó, thì tự động căn nhà đó nó sụp mất đi, nó tan vỡ đi, nó bị đập đổ đi. Thì những cái kỹ thuật đó ngày hôm nay chúng ta có được, thì làm mỗi khi những cái rùa mè, những cái phiền não trong tâm mình nó khởi lên á, là mình, bản thân con luôn luôn nhắc mình tiếp tục dựng căn nhà nữa, mình tiếp tục tạo ra một căn nhà ngũ uẩn nữa. Và những cái ý thức về khởi lên trong đầu mình, những cái tâm dính mắc hay là tâm khó chịu với cảnh, thường thường người chúng ta rất là dễ nhận ra hai cái trạng thái tâm lý đó nó khởi lên trong cái con người mình, bởi vì hai cái trạng thái tâm lý đó nó tạo cho mình một cái xúc cảm, một cái cảm xúc rất là lớn, rất là dễ nhận ra. Còn những cái tư tưởng về hoài nghi hay là những cái truyền cái khác, thì nó giống như là những cái pháp mà nó tháp tùng đi chung á, nó rõ rệt lắm thì chúng ta mới nhận ra. Còn bình thường gần như là nó lẫn lộn trong những cái tham và sân, nó trộn vào trong đó, nó hòa nhập vào trong đó. Và cái mà chúng ta dễ nhận ra nhất là những cái cảm xúc về tham và sân, cái sự dính mắc. Mình nói cho một cái từ ngữ mà diễn tả cho nó xác thực với cái trạng thái pháp đó, là một trạng thái bám gìn giữ và một cái trạng thái là không vừa lòng với hiện tại, đó là trạng thái của tham và sân. Thì khi mà cái tâm mình nó khởi lên những cái điều đó,
Và chắc chắn một điều rằng trong cuộc sống của chúng ta, mỗi ngày chúng ta đều bắt gặp hai trạng thái này ở trong con người mình rất là nhiều. Tự trong những cái điều mà chúng ta bản thân mình, và cũng là những cái điều mà chúng ta tiếp xúc ngoài cuộc sống ở bên ngoài, vừa ý và không vừa ý. Thì khi mà như vậy, đôi khi mình cũng không có đủ cái khả năng của cái lực chánh niệm mạnh để mà đẩy tan liền. Tại vì trong cuộc sống mình đang làm việc và đang phải đối đầu với rất nhiều công việc để giải quyết, thì chúng ta nên ý thức, một cái sự ý thức vào trong tư tưởng của mình là mình đang tiếp tục xây dựng căn nhà mới, và mình đang sắm sửa rùi nhà mới để mình có một cái ngũ uẩn mới nữa, và mình đang nguyện phước báo để mà mình diệt cái thân ngũ uẩn này, để mà mình chấm dứt cái dòng luân hồi, để mình chấm dứt cái tham sân si, để mình đạt đến niết bàn. Nhưng mà những cái suy nghĩ này, những cái cảm xúc mà mình đang có đây là tiếp tục mình đang sắm sửa vật tư cho một cái căn nhà ngũ uẩn mới nữa. Và cái lời nguyện của mình và những cái cảm xúc hiện tại của mình đôi khi nó lại trái chiều nhau, nó lại khác chiều nhau, và mình đang mâu thuẫn với những lời nguyện và với cái lời nguyện, cái sự ước ao và cái sở hành hiện tại của mình, hai cái điều đó nó mâu thuẫn với nhau. Và mình khi mình ý thức được như vậy á, mình sẽ giật dây, kêu bằng giật dây dụi, giật cái tâm mình lại từ từ để cho những cái trạng thái đó nó không có cơ hội để mạnh mẽ lên, để vươn lên, để mà sống để coi như là mình không có nuôi nó. Mình không có nuôi những cái trạng thái đó hoài trong tâm hồn mình. Tự động những cái ý thức của mình nó sẽ đẩy lùi những cái trạng thái bất thiện đó. Ở đây bản thân Kim Lan cũng như Mỹ Thúy xin phép là sử dụng hai ngôn từ, hai cái tên gọi, và cả hai đều đúng hết. Và từ tên của Kim Lan nó dễ hơn khi mà sử dụng Banh Thót. Khi mà chúng ta ý thức được như vậy thì tự động mình nó kéo mình lại. Còn những vị nào mà chuyên hành tứ niệm xứ trong trường thiền, hoặc là chuyên mỗi ngày mình thực hiện tứ niệm xứ trong đời sống hàng ngày của mình, thì cái trạng thái pháp này và cái kỹ thuật này nó không đòi hỏi mình đến mức độ mình phải ý thức. Tại vì mình cái người chuyên về tu tứ niệm xứ và miệt mài ở trong con đường này thì chắc chắn một điều, sống rất là tỉnh thức và cái ý thức nó nằm ở trong cái tỉnh thức đó rồi. Nhưng ở đây chỉ muốn nói đến các vị trong cuộc sống sinh nhai chúng ta rất là nhiều bận rộn và rất là nhiều cái sự cố cần phải đương đầu, cần phải giải quyết, thì rất là khó để mà mình control cái những cái cảm xúc của mình khi mà mình cứ một mặt á, thì mình chắc móc tài chánh để cô làm tạo phước cúng dường để nguyện giải thoát, nhưng một mặt khác thì mình cứ đầu tư vật liệu để tiếp tục xây dựng những cái căn nhà vững chắc hơn cho tương lai, nghĩa là mình tiếp tục đầu tư rất là nhiều cái thân ngũ uẩn tiếp đi nữa. Thì như vậy thì chúng ta sẽ rất là chậm để đi đến cái thực hiện được cái hoài bão, cái ước mơ của mình cho cái hành trình giải thoát của mình. Dạ, đó là cái cảm nghĩ và cảm xúc, và chính bản thân con cũng đã từng dạy mình và từng thực hành như vậy trong quá trình mà hồi còn từ hồi còn bé, và cũng như hiện cuộc sống hiện tại bây giờ. Con xin dừng ở đây tại đây bây giờ, con không biết là cái đường nét của ngài nó ổn chưa, con xin phép gửi mic lại cho ngài để kết thúc cái buổi học hôm nay ạ. Bạch ngài ơi, ngài nghe được âm thanh của con không bạch ngài? Con xin xuống mic nha. Nhiều khi con thấy đạo tràng im ru hết, con nghĩ đường truyền nó không tốt mà con phải không có ai hết, thì nó tạo cho một cái không khí nó rất là bị lạnh đó. Rồi mất thời gian cho Phật tử khi mà phải rời room đi công việc, mà rời thì cũng vì cái sự lễ phép đối với một lớp học, cho nên đôi khi không dám rời room. Con không biết ngài có nghe được âm thanh của con chưa? Nes Phật giáo Nam Trường Thơ Ra Ba Đa, ai gì là ngài vậy? Con xin phép xuống. Cũng xin sám hối là đâu con mới sử dụng lại Banh Thót, cho nên đôi khi nó cũng còn hơi trục trặc trong những cái cách sử dụng ạ. Dạ, con xin kính lễ ngài, con xin gửi mít lại ngài ạ.
Alo, đưa tay lên muốn nói luôn. Hết giờ rồi. Sự sinh hoạt của chúng ta đến đây cũng xin được kết thúc. Và hôm nay thì đường truyền của chúng tôi gặp nhiều rắc rối. Có cô tu nữ Kim Lan.